Và đây là món Angostura Colada. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Checking Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail mà những bạn nào yêu thích Pina Colada và những bạn nào yêu thích Trinidad Sour, hai món mà mình đã giới thiệu rồi á, thì chắc chắn là các bạn sẽ thích món cocktail ngày hôm nay. Món ngày hôm nay mang tên là Angostura Colada. Món này được tạo ra bởi Zach Overman ở Red Hook, Brooklyn. Và món này có một cái điểm đặc biệt là nó sử dụng pineapple juice là nước ép thơm và rượu rum và nước cốt dừa giống như là món Pina Colada, và đồng thời nó cũng sẽ sử dụng rất là nhiều Angostura bitter khoảng 45ml giống như là trong cái món Trinidad Sour. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và nguyên liệu mình cần cho món Angostura Colada này là, thứ nhất mình sẽ cần một chai, thật ra mình sẽ cần một chai overproof Jamaica rum, là một cái chai mà nó khoảng 50 độ, nhưng mà mình không có ở đây nên là mình sẽ sử dụng Appleton Estate là một chai Jamaica rum thôi. Thì cái này nó khoảng 40 độ thì nó cũng không sao hết, thì mình sẽ sử dụng để thay thế thôi. Và thứ hai mình sẽ cần là Angostura bitter, mình sẽ sử dụng nó giống như là Trinidad Sour, là mình sẽ sử dụng rất là nhiều Angostura bitter. Thứ ba mình sẽ cần là một ít pineapple juice. Thứ tư mình sẽ cần là coconut cream là nước cốt dừa, và cuối cùng là mình sẽ cần là một ít lime juice. Mình sẽ cần một ít nutmeg để mà mình trang trí nữa. Ok, bắt đầu pha thôi. Và mình sẽ xét cái món này lên, cho nên là mình sẽ ướp xét vào ướp ly nha. Mình sẽ sử dụng cái ly như thế này. Rồi, sẽ để nó qua một bên. Sẽ ướp xét luôn. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 45ml của Angostura bitter. 45ml của Angostura bitter thì cũng khá nhiều các bạn. 45ml nha. Nhiều quá, chắc cũng khoảng 20 dash á. Rồi, trời ơi, cái mùi của bitter thơm quá. Và tiếp theo sau đó thì mình sẽ bỏ vào đây là 15ml của Jamaica rum nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ vào đây là 60ml của pineapple juice. Rồi sau đó là 30ml của coconut cream. Sorry bạn, 45ml của coconut cream. 45ml của coconut cream. Và cuối cùng là 30ml của lime juice. Cái vị nó sẽ hơi lạ một xíu mà không sao. Và mình sẽ bỏ đá vào và mình sẽ xắt nó lên thôi. Mình bỏ, mới nãy thì mình bỏ vào đây cái đá nó hơi nhuyễn một xíu, để mà mình muốn cho cái độ dilution của cái món này nó hơi nhiều một xíu các bạn, nên là mình bỏ vào đây đá hơi nhuyễn một xíu. Rồi, mình sẽ thay đá mới cho cái ly này. Và mình sẽ double strand vô nha. Thank you.
và mình sẽ cho một chút nutmeg. Và mình sẽ trang trí nó thêm với lại một cái lát cam nha các bạn. Beautiful. Và đây là món Angostura Colada. Ok, bây giờ mình sẽ uống nó nha. Mình sẽ lấy cái này xuống đi. Sao mình thích cái mùi của nutmeg quá, rất là thơm luôn. Cái mùi thảo mộc lên rất là nhiều. Sao ta? Cái mùi thảo mộc của cái món này rất là nhiều. Nó tương tự giống như là Trinidad Sour vậy yeah. Và nó kiểu nó sẽ kiểu chua chua, nó sẽ không có quá ngọt. Tại vì mình không, trong những cái thành phần mà mình pha chế nó không có cái chất tạo ngọt luôn á. Và những bạn nào mà thích nó hơi ngọt ngọt một xíu thì các bạn có thể cho thêm một xíu nước đường nha. Nhưng mà nó kiểu giống như là sao ta, nó hơi một xíu mùi của rum, hơi béo béo nhẹ của cái mùi của coconut. Khi mà uống vào á, các bạn sẽ cảm nhận của cái mùi của coconut, cái mùi của rum, cái mùi của pineapple rất là nhiều. Nhưng mà cuối vị, cái hậu vị cuối cùng á, đó là cái mùi đắng và cái mùi thảo mộc, cái độ nó hơi chát chát của Angostura Bitter nè. Khá là ngon. Và đây là món Angostura Colada. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.